Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi tri thức hội tụ cùng y đức. Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần dòng chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rồi bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần muốn lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở nụ cười tươi để khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút êm nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát, vì điều tuyệt vời trong ta. Đôi khi ta vô tình vội quên đi lời nói trong tâm hồn, luôn muốn quan tâm điều người khác nghĩ để lạc mất đi chính mình. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát, vì điều tuyệt vời trong.
Trà đi lên trường đội trên đầu lầu đá mây trắng. Trăng đập lên mặt trời mưa thì cười và má hay nắng. Những nụ cười làm cho lòng đang bồn bề bồn hóa ngay ngắn. Lên trên này thấy các em anh mới thấy mình quá may mắn. Mặt trời vàng như trứng chiên khi mà em đứng thẳng núi và đôi phải đứng nghiêng. Con đường quanh co quá em cho lượng như cánh chim. Mai sau lớn em bơi giữa đời em bơi khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh anh thấy mình vẫn còn phải học hành. Như cây mọc lên từ đất phải đủ chất thì nó mới mọc cành. Học cách bỗng thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành. Vì nghĩ số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Kìa mây mây ngang đầu, kìa núi núi lâu nhỏ, cùng em trên con đường đường bé xíu quanh co. Băng qua những ngọn đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em. Nấu cho các em ăn, dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Ăn thử những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm. Vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ. Khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ. Và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. Lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm rà. Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần, những gì mình có. Tụi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái bụng về chiều. Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận lại nhiều. Vì cho đi những nụ cười, những buồn phiền sẽ trôi rất xa. Đại diện cho Bệnh viện Đại học Y để tham dự những cuộc thi khác thì niềm tự hào đầu tiên của em khi làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là bệnh viện làm việc từ cái tâm ạ, lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng phát triển và học hỏi đưa Bệnh viện Đại học Y ngày càng xa hơn. Thứ hai là bệnh nơi tri thức hội tụ cùng y đức ạ. Thứ ba em xin trả lời là một bệnh viện công nhận phong bì. Em cảm thấy rất là tự hào khi mà bản thân em ra ngoài sánh vai cùng với các đồng nghiệp khác ấy. Bản thân em vinh dự, em đi về, em làm về em thấy rất là thoải mái, trong lúc nào cũng vì người bệnh hết lòng, coi người bệnh như chính người thân của mình. Mình làm từ cái tâm của mình, làm thế nào để bệnh viện, để bệnh nhân cảm thấy là thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Và khi ra viện thì rất là cảm ơn bọn em ạ. Đấy là cái niềm tự hào của em khi mà em được làm việc là tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là nhân viên của thầy Nguyễn Lân Hiếu, là dưới sự lãnh đạo của Phó Giáo sư Trần Bảo Long và điều dưỡng Nguyễn Thế Tuyển. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sẽ nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay chẳng hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine.
We are the dreamers. We make it happen. Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. Thank you.
all the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi tri thức hội tụ cùng y đức.